tái nam bò viên đầy đủ. Tôi là bao nhiêu Ngọc tiền? Ngọc đó mỡ bò đâu hả Ngọc? 30 à? Dạ, trời đặc biệt mà có 30 hả? À, đặc biệt tưởng xương tử 60-70 chứ. Ông không, khỏi mỡ bò ạ. Ủa cái nồi này là cao hơn đó hả chị ha, đúng cái không? Cái nồi đó 60 lít lận á. Nồi này đẹp hơn nồi ngày xưa. Nồi này nhìn hoành tráng hơn. Cái chỗ mấy người ta không đẹp. Nhiều quá. Triệu 8 đó. 8 là hốt rồi nhiều quá ta. Có đâu mà hốt. Hốt vô hai đứa con á. Mỡ bò đó. Chút nó mới sai mới rã ra chứ. Vậy cho chút nó hết mỡ giờ á. Đặc biệt cái chị, trời ơi, ghé sớm nồi phở của chị Thêm là quá trời đẹp luôn cả nhà. Quá chừng đẹp luôn. Cái phần ở trong đây là nồi nổi rồi là mỡ nổi hả chị? Mỡ nổi với bò mỡ viên nổi, hả? Bò viên. Rồi cái đó là đạm đúng không? Ừ, đạm. Phở bò. Ngày hôm nay là thứ ba, chị sẽ bán phở bò. Ở chỗ chị bán là 27A của Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 nha cả nhà. Mê chua. Rồi chị để đó luôn đi chị. Chị cho khách cái nữa đi. Rồi em hãy lấy tô đó. Để quay cho đẹp. Có dướng không? Không. Không. Mày đi nữa. Dạ. Quay phim cho nó tí. Rồi rồi thôi. Mày mang bồi chi Ngọc. Rồi. Rồi thôi. Anh có gói hả? Cô quen quen. Ủa rồi Ngọc quay Ngọc thầy quay cho gì? Cô á, chạy đúng rồi. Còn cái... Thằng mối ở đây ngày nào cũng ăn hả cô hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ăn mười mấy năm. À, ăn mười mấy năm rồi. Dạ. Rồi rồi. Dạ đúng rồi, chị đúng rồi. Hay lại quay á. Bữa nay nhìn nó đẹp gái đúng không? Tết giờ hình như mới thấy à. Dạ. À, từ Tết giờ mới thấy dạ, lại. Đúng rồi, đúng rồi. Hai lần, ba lần rồi. Dạ. Bữa nào mà chị Thêm nâng cấp lên là bữa đó có con. Lợi quay á, đó là chị Tiên không thấy lão quá. Qua đó có lợi quay á. Xa vời quá phải không? Dạ. Nó xa vời quá, dạ, đi theo ông nội. Tại ở Sài Gòn làm đồ ăn với quen rồi. Đem lấy chiếc đũa khác cho. Bỏ chiếc đó đi. Khỏi hả? Rồi cho cô luôn, cô hai tô. Được không? Đây em cầm cái tô của em cho. Được, để đó đi. Cho ớt nhiều không? Ăn tái thôi đúng không? Có tương ớt tương đen không? Có đầy đủ. Cho miếng sơ tới vô. Ủa cái nồi này là cao hơn đó hả chị ha, đúng cái không? Cái nồi đó 60 lít lận á. Nồi này đẹp hơn nồi ngày xưa. Nồi này nhìn hoành tráng hơn. Cái chỗ mấy người ta không đẹp. Nhiều quá. Triệu 8 đó. 8 là hốt rồi nhiều quá ta. Có đâu mà hốt. Hốt vô hai đứa con á. Đầu tư cái nồi đó. Không phải bán luôn mà thấy nó chạy với nó sạch sẽ. Dạ. Kiểu nhìn cũng hấp dẫn hơn, để vậy nó nhìn hai bên quá chừng nó hấp dẫn, có mỡ nổi trong nồi, nhìn nó nổi lên đó, đẹp á cả nhà. Chị ăn phở đúng không? Anh phở tái thôi đúng không? Không ăn ớt hết nha. Ủa ai kêu này chứ, son sen chỉ bên đỏ mà. Ủa chị, vậy là phở sẽ có thứ ba với lại... Thứ ba, thứ sáu ngọt. Thứ sáu của hàng tuần. Ừ.
xương của này. Này giờ còn làm gì đâu trời. Anh ăn ớt sắc luôn hả? Nhiều anh ăn hết nguyên miếng cục mỡ rồi hả chị? Mỡ nổi. Ai ăn chị mới bỏ vô là. Dạ. Nhiều lúc bỏ vô người ta không ăn á, bỏ phí. Anh phở đầy đủ hả? Lấy một viên. Dạ. Lấy không được luôn á, trời ơi khổ. Dạ. Hai bịch nực leo đi ha. Cho hai cục qua viện thôi. Ông lanh miền lắm. À, đúng rồi. Hôm qua có cây ổng hả? Mới bay hôm qua luôn á, clip luôn á. Này chị coi. Mà đông quá cái kiểu. Cũng sợ cái kiểu nó quá trời nói luôn. Kêu quá trời kêu. Ủa chị có trên mạng á hay nói là chị bán phở rẻ đúng không? À. 30 à. Kệ ai nói gì nói, mệt việc mình bán. Nói chung là mình bán bình dân mà. Nhưng mà đảm bảo là mình làm đồ nóng là đảm bảo yên tâm hả chị? Chị ra đây vậy? 6 giờ là chị ra đây tới đây. À. Vậy là tầm 6 giờ 6 rưỡi là 6 rưỡi là dọn luôn là bán được rồi đó hả chị? 6 giờ 10 là có bán rồi. À. Ủa sao là cái tô xanh với cái tô đỏ nó khác nhau hả chị? Cái tô à, mua hai lần khác nhau á. Hồi bữa là mua tô trắng mà xong nó mới ra tô xanh đẹp quá thôi đi mua tô xanh. À. Chứ không phải là làm dấu để không. Khác loại gì hết đúng không? Tao thấy cái tô xanh nó đẹp á. Nó nổi nó đẹp hơn tô trắng. Tưởng là tô xanh là đầy đủ hay sao đó. Đâu. Nhưng mà tại vì đồng giá hết mà đúng không? Đồng giá hết cả. Ai ăn 35 đồ thì mới bán, ai ăn thêm thì bán. Mà không ai thì làm. 6 giờ 10 là có. 6 giờ 10 là có. 6 giờ không, 6 giờ là giòn ra rồi đó. Ông chọc bả đó. Ông chọc đó. Xíu nó bắt đền rồi. Thằng kia nói, ủa cái mít này nó tiêu rồi ta. Nó bị vậy không? Đang quan mang. À không ăn ớt sắc. Từ nhiều gốc khác nhau, nhiều gốc đẹp. Dạ, tương ớt tương đen không? Không sợ tới luôn. Dạ. Chị cái món này là có món tỏi ngâm hả? Ừ. Tỏi ngâm rồi ớt. Ăn bò viên luôn hả? Anh ăn mỡ không? Có. Nồi sôi đá ngọc đi. Hả? Cái nồi nó sôi đá không? À. Nồi sôi. Tên nào? Dạ, Sài Gòn phố. Cho em gửi anh. Rồi, 30 anh. Rồi. Chung. Chung.
đưa cái cà này cho anh chuyển khoản đi. Lấy cái nước ngọt hả chị? À. Phần nước ngọt cái đổ hết vô trong đó nó ăn nó sẽ ngon. Kiểu đậm đà mà có ngọt của bò nữa cả nhà. Anh không ăn ớt anh hả? Chưa, đã chưa. Bỏ trên sẽ nó nóng mới lò. Nước đã thông vậy ta. Cô chị có thì có bò viên lớn hả? Hay sao mà em thấy có mấy lát vậy? Ờ, bò viên lớn. Nó thiếu á, nó bỏ thêm bò viên lớn cho chị á. Có là cả nhà có thể là ăn cái sợi phở, cái sợi lánh hoặc là có thể là ăn mì gói nha. Có hai loại mà cả nhà có thể chọn nhiều khi mình sẽ đổi món. Chị ớt này có cay dữ lắm không vậy? Cay lắm ạ. À. Cay dữ lắm hả? Thấy chị bỏ nửa muỗng ớt luôn kìa. Sợ. Ớt này ớt Huế không chị? Không, ớt trong này mà nó cũng cay. Dạ. Lấy rau kìa. Ăn bốc cho anh miếng rau kìa. Nay làm biến xuống hả? Bỏ hết mình luôn hả? Bỏ thêm bò viên đúng không? À. 35 ngàn. Chú ăn tỏi thôi hả? Tỏi bỏ rồi, phải hả? Bẻ vậy? Dạ không á. Biết chú không ăn rau đồ mà tự lấy rau thơm, bò viên thôi đúng không? Có nghĩa là nhớ kỹ ý khách luôn. Đủ hả? Dạ.
Dạ, 30 ạ. Vậy hả? Gió nó theo chiều này nữa nên nó hoặc bên mặt á. Hồi hả chị ăn đầy đủ không? Hình như là chị nấu phở theo phong cách ở đây rồi đúng không? À. Kiểu là đậm đà đó. Dạ dạ, ít bánh thôi đúng không? Bé có ăn không? Nấu theo kiểu miền Trung mặn Sài Gòn đâu ăn được. Nếu là nó thay đổi nhất là chị thay đổi gì đó? Giống như là gia vị nó hơi có cái hậu ngọt ngọt đậm đà xíu. Còn một tô em bà hả hả? Dạ, làm với bà Viên thôi đúng không? Ở đây địa chỉ của chỗ chị là số 27A của Nguyễn Đình Chiểu ở cả nhà. Về quán là phở của chị thì cả nhà ghé vào thứ 2 và thứ 6 của hàng tuần. Đó, về cơ bản là thịt với lại có dù có 3 loại topping thôi nhưng mà cái tô rất là đầy đặn luôn á cả nhà. Đọc cảm giác là ăn rất ngon. Bụng hả? Sáng khát nước tới bụng. Nó lên nó chưa làm gì là nó ăn cái đã. Nhưng mà thường ngày chị nấu là hả chắc tối hả chị? Hay thức sớm? Không, sáng là chị dậy chị mới nấu. À. Món nào cũng sáng sớm mới dậy nấu hết á. 3 giờ hả? Rồi đó không? Tùy món, bún gà thì 1 giờ. Còn giống như nhiều lúc 1 giờ dậy hầm bò dậy là bắt đầu vô ngủ xong 3 giờ mới dậy đi chờ đó. À. Canh giấm lửa. À. Rồi tô đặc biệt luôn, siêu đặc biệt luôn. Anh cho em bé nhí. À em chị em hai tô mang gì luôn? Khỏi trùng nha. À đúng rồi, về nhà mới ăn mà. Khỏi trùng hả? Rồi ông bán được không? Bỏ vô à, ăn luôn. Vô hộp đi ha. Dạ vô hộp cho em đi. Phở bò. Phở. Ê đi đâu rồi? À dạ cà phê. Khách nói là uống cà phê cái đã. Ủa mang về là cũng 30 luôn đó không chị? Ờ 30 hết rồi. Rồi không tính cái hộp luôn hả? Không. Hộp xịn sò vậy mà. Có gì chỗ là tính hộp á. Đúng rồi đúng rồi. Có gì chỗ tính 2.000, 3.000. Tính kỳ quá. Nếu mà tính là nhiều khách nó ủa gì vậy sao ăn tô sao không tính từ tô. Ăn mỡ không? Dạ hộp ít thôi. Ít rồi. Nhưng mà cái mỡ nổi này nó không phải quá béo lắm đâu. Nó sẽ kiểu mình ăn nó xốp xốp. Mấy tô anh? Ăn đây đem về. Ăn đây luôn. Dạ. Đây vắng khách đó, tới giờ là hết mỡ rồi đó. Ờ. À. Khi giờ là còn mỡ đó. Thường ngày là bớt hết mỡ luôn. Mỡ nhiều lắm. Thật ra là biết ăn là người ta sẽ ăn. Ồ. Hay ngon. Rồi chờ quay thêm tô của anh đó cái nữa. Rồi đếm sách luôn cho. Phở bò không hành đúng không gái? Chưa nhìn.
Em thấy chị chưa nhìn kỹ nữa mà chị biết là phở bò không hành luôn hả? Khách quen. Dạ nó ăn riết cũng quen. Chị hay ghê không? Tao đeo kiến đen, bịch nón đen luôn mà vẫn biết là ăn phở bò không hành. Rồi nha, mình quay tới cho cả nhà thôi nha. Ăn món phở thì cả nhà biết ngày nào rồi đúng không? Những ngày còn lại thì chắc là để phải... Nói chung là giờ mình cứ quay món nào mình ăn món đó trước đi cả nhà. Rồi những món khác là mình sẽ cập nhật ngày sau. Chết rồi, nãy trộn lên rồi. Lúc nói chuyện cái quên, trộn lên rồi. Đây là tô 30.000. Tô đặc biệt nhiều, ấy lộn, phải là nhiều mà là tất cả mọi thứ luôn nha cả nhà. Tất cả những topping chị có giống như nạm. Rồi à. Có thêm cái gì đâu. Cái này là gì? Nạm thái. Ừ, nạm thái bò viên. Gia vị chị đem đậm nha, đậm đà nha. Mình thì mình nói chung là đã thích ăn đậm đà rồi. Nói chung là thơm mấy cái mùi mà thảo mộc ở trong đây á cả nhà. Đặc biệt là đậm đà. Một tô như này là mình cũng ăn hết rồi cả nhà ơi, quá trời nhiều. Ý là mình nói chị là làm ít cái phần bánh rồi á. Ồ, rất là đậm ha. Mình bất ngờ nha. Khách ở đây mọi người kiếm món phở này rất là nhiều. Nếu mà ở nhà có thích ăn món phở thì phải là ăn thứ hai với ngày thứ sáu. Ba, thứ sáu. Ừ, thứ lộn, thứ ba, thứ sáu. Ít nước làm cho mình cảm thấy nó quá trình nhiều. Nhưng mà đặc biệt là gia vị trên nó rất là ngon. Mình thấy là gia vị mà kiểu Hà Quyền ngọt ngọt, nó chỉ thoáng qua nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi thêm vào đó là sẽ có cái sự đậm đà. Mọi người thì thường đến đông nhất là khoảng cỡ 7 giờ 7 mấy. Trong lúc mọi người đi làm là ghé ngang mua. Tại phần của chị bán rất là bình dân. Thường ngày thì một phần bình thường, ví dụ những món khác trong tuần thì có khoảng 20-25. Còn mấy món mà giống như phở này là 30-25 đó cả nhà. Rất là bình dân giữa khu quận 1 này luôn á. Cả nhà có thể là ghé thử nha cả nhà. Chỗ chị là 27A của đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 nha. Từ 7 giờ cho đến khoảng nha, không phải tầm 8 giờ, tầm mấy 9 giờ. Chị Thêm á. Khúc chị Thêm á là khúc Nguyễn Đình Chiểu, giao với đường Đinh Tiên Hoàng cũ á cả nhà. Đó, cái ngay cái khúc giao đó, mình kiểu mình định vị đúng cái vị trí mình đi dễ hơn, tại đường này đường một chiều. Rồi, cơ bản là thấy ăn rất là ngon cả nhà. Sao nhiều quá trời quá đất vậy, có cho thêm không vậy trời? Và văn tiếp và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.